Chào cả nhà. Mình đang hầm xương đó các bạn. Đây là sườn già. Mình hầm cho nó mềm để mình nấu canh dưa cải chua đó. Cải chua ở nhà mình làm ngon quá cả nhà ơi. Cái xương này nè, mua về á, mình rửa sạch bằng nước muối nha. Rửa mấy nước xong rửa sạch bằng nước muối. Sau đó thì mình đã trụng sơ qua nước sôi rồi nha các bạn. Rồi mình mới ướp muối, tiêu, bột ngọt vô đây nè. Nếu mà các bạn thích hạt nêm thì có thể nêm bằng hạt nêm cũng được. Còn mình thì mình do không có thích hạt nêm á nên mình chỉ ướp muối, tiêu, bột ngọt thôi. Với lại cái canh dưa cải chua này nè là chúng ta nêm bằng lá quế, chứ đừng có nêm bằng lá ha. Một chút mình đi sắc lá quế rồi mình nêm vô đây, mình bỏ vô cải chua vô đây mình nấu nữa. Để mình nấu này trước cái là cho cái xương nó mềm đi một chút rồi mình mới cái xương già cho nó mềm rồi mình mới cho dưa cải chua vào đó các bạn. Giờ mình đậy lại một chút đi ha. Rồi đậy lại hầm cho nó mềm xương chút xíu mới cho dưa cải chua vô. À các bạn, ở đây là cải chua, dưa cải chua mình đã muối rồi đó. Mình làm ngon quá chừng luôn á các bạn. Mấy bữa con trai lớn mình ba có cháu nồi pin đó, về đây cái mình kho cho một nồi thịt cái ăn với cái này nè. Con trai với con dâu mình ăn ngon miệng quá trời luôn. Tại con trai mình đó mà, ở ngoài Nha Trang đó, ăn đồ biển thì nhiều chứ mấy cái món mà dân dã mà của nhà làm thì ít có ăn lắm đâu, có lâu lâu về mới được ăn thôi. Ra giờ còn lại nhiêu dưa, nãy còn mới dưa cái chua mình cho người bạn phân nửa, còn phân nửa mình để mình hầm xương nè các bạn. Thì ở đây mình chuẩn bị lá quế nè. Lá quế này để nêm canh rất là ngon luôn. Canh này là canh cải chua nêm lá quế này ngon hơn là nêm mình lá nha các bạn. Rồi để mình coi xương nó mềm chưa, mình sẽ cho dưa cải chua vào. Canh lên mùi thơm quá cả nhà ơi. Để mình dở ra coi. Không thấy ruông lên khối mạnh quá, hết thấy đường luôn, thơm quá chừng luôn. Hồi nãy xương nó thấy cũng mềm mềm rồi đó, sôi mấy dạo rồi đó, cái bây giờ mình bỏ cái chua vô nãy giờ các bạn ơi ha. Để rút ngắn thời gian video chứ mỗi chút mà mỗi quay cho các bạn xem thì cũng được vậy, nhưng mà vậy nó tốn thời gian. Ôi sườn nó mềm rồi, cải cũng mềm mềm rồi, cũng thơm quá chừng luôn rồi canh. Hầm dưa cải chua nhà làm á, hầm với sườn già ngon quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cho lá quế nêm vô là được rồi đó các bạn. Để anh bớt lửa chút đi, sôi quá rồi. Rồi đây mình có chuẩn bị lá quế nè. Rồi giờ mình cho vô đây. Này nêm lá quế là ngon quá chừng luôn á. Mà sáng mình đi chợ mình mua xương, mà mình mua sườn này nè, mà mình quên cái vụ lá quế đi. Mà hồi nãy mình nói nhà mình có hành lá, để mình lấy hành lá mình nêm đại đi. Mà ông xã mình cũng không chịu, nó ổng phải lấy xe, ổng chạy ra chợ ổng mua lá quế về ông nêm vô. Lúc trước mà nhà mình cũng có trồng cây quế bự á, mà nó choáng quá đó, mà cũng ít có ăn, lâu lâu mới ăn đó. Thành ra thôi giờ ăn đi thì đi mua một chút đi, chịu cực. Rồi mình chia sẻ mà cái món mà dưa cải chua á, sườn á, hầm dưa cải chua đến đây mình kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những video sau.